nay em đến DK thì em thấy là cái khâu hút mực laser của mình nó chỉ vỏn vẹn nó tầm chưa đến một phút. Em không nghĩ là nhẹ nhàng như thế, trong khi em đã chuẩn bị tinh thần là có thể sẽ hơi đau hay như thế nào đấy, mà ngày hôm nay thì rất là nhanh và rất là nhẹ nhàng. Và có một cái cảm giác nào đấy khi mà lúc mà trước khi mà mình làm mình rất là sợ, bởi vì là cái tiếng máy cũng như là cái cảm giác khi mà mình chuẩn bị bước chân mà làm mình rất sợ, nhưng mà sau khi mà làm xong thì mình thấy hoàn toàn rất là bình thường, không đau đớn gì cả. Wow. mà chỉ làm có 2 phút thôi đúng không em? Chỉ có 2 phút thôi mà mình vừa hút chổ đỏ và hạ tông màu mực. Mà chị thấy rất là bất ngờ khi mà cái lông mày của chị nó không bị cháy và nó không bị tổn thương như những lần khác chị hút em ạ.